tiến vào phía sau cánh cửa ở cuối hành lang, là một nhà xác tạm thời. Tôi cùng nhị cẩu gắt gao đi theo phía sau bác nhị, hướng về gian phòng kia tới gần. Chúng tôi quỳ xuống, nhẹ nhàng mở hé cửa ra, chỉ thấy từng tấm giường xác được sắp xếp chỉnh tề. Ở trong cùng, trên giường kia nằm thẳng một người, chắc hẳn là người chết, không nhúc nhích. Nhưng hai xác sống bên thi thể vẫn ấn hai tay hắn, là Tiểu Cường. Đối diện Tiểu Cường có một nữ nhân áo đỏ, chỉ thấy trong miệng cô ta lẩm bẩm, nhưng nghe không hiểu nói cái gì. Đột nhiên cô ta kéo Tiểu Cường lên, xem ra tôi phải hành động. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, lập tức nhảy dựng lên, đẩy giường về phía trước, đụng vào bọn họ. Hai xác sống cùng nữ nhân áo đỏ bị đụng ngã, nhưng chợt lóe lên một cái liền không thấy đâu. Ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt, đen kịt như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi sửng sốt gọi, nhị cẩu, bác nhị. Trong bóng tối truyền đến thanh âm của bác nhị, tam pháo. Đừng sợ, ở bên này. Tôi hoảng loạn sờ qua, cái gì cũng không thấy. Lại nghe nhị cẩu nói, tam pháo, cậu ở đâu, đừng động dậy. Tôi hô, ở bên cạnh, nhưng bọn họ phảng phất như không nghe thấy. Tiếp theo, tôi nhìn thấy cửa chiếu vào một tia sáng đến, thì ra bác nhị cùng nhị cẩu trong bóng đêm tìm được cửa. Tôi lập tức chạy về phía cửa, lại lập tức bị vấp ngã xuống. Đột nhiên tôi cảm thấy mình bay lên, lại rơi vào trên người Tiểu Cường. Tôi giãy giụa ngồi dậy, thấy thân thể mình lắc lư đi tới cửa, miệng nói, dọa chết tôi rồi. Bác nhị vỗ vỗ bả vai thân thể tôi, tam pháo, cháu vừa rồi làm sao vậy, tìm cháu nửa ngày. Nhị cẩu không kiên nhẫn nói xong, ở cửa chờ cậu, cậu lại lèn vào làm gì? Tiểu Cường đã chết rồi, cậu còn có thể hỏi ra cái gì nữa? Tôi kêu to sửng sốt, bác nhị, cháu ở chỗ này à, nhưng bọn họ thì sao? Hình như căn bản không nghe thấy, kéo cái thân thể tôi đi xa, đem tôi một mình ở trong nhà xác. Ở trong bóng tối tôi cảm thấy thứ gì đó đang đến gần tôi. Tôi gọi, ai, ngươi là ai? Một giọng nói giả nua vang lên bên tai tôi. Cô ta nói, tôi là Lâm Tố Nga. Tôi ngây người, ngươi ở đâu? Ngươi là người hay là ma? Cô ta nói, tất cả nhà ngoại cảm đều vượt qua âm dương lưỡng giới, không phải người cũng không phải quỷ. Ha ha, chàng trai trẻ, chúng ta rất có duyên. Tôi nói, cô đừng dọa tôi, tôi chưa từng làm bất cứ chuyện xấu gì. Tôi hét lên, tôi muốn về nhà, tôi không làm điều đó, tôi chỉ đơn giản là vô tội. Cô ta nói, cậu không phải đã về nhà rồi sao? Cậu tự mình nhìn thấy à? Tôi lớn tiếng hô, đó không phải là tôi, người đi cùng nhị cầu và bác nhị không phải tôi ấy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không biết phải nói gì, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong bóng tối. Cô ấy nói bọn họ đã miễn cưỡng đi rồi, có phải là cậu không quan trọng, sẽ không ai tin cậu? Tôi nói, không được, tôi phải tìm lại chính mình. Cô có thực sự là Lâm Tố Nga không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô đang ở đâu? Giọng nói không biết từ đâu bay đến, nhẹ như hơi thở của riêng tôi. Cô nói, tôi đang ở trong cơ thể của cậu. Tôi hét lớn một tiếng, đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, đưa tay sờ sờ mới hiểu được là đầu bị thương. Tôi giật mình hiểu được Tiểu Cường bị đập đầu chết, nhưng tại sao tôi lại là Tiểu Cường? Tôi gằn giọng gọi, Lâm Tố Nga, cô đang ở đâu? Ra đây nhanh, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Sao cô lại ở trong cơ thể tôi? Làm sao tôi lại ở trong cơ thể Tiểu Cường? Thanh âm của Lâm Tố Nga lại vang lên bên tai, đừng giãy giụa nữa, hồn của ngươi bay ra ngoài cũng không về được, vẫn là mau chạy đi, nếu không đi, người thu thi thể tới sẽ dọa người ta sợ chết khiếp. Đi ra ngoài tôi sẽ nói với cậu. Phải, tôi sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này trước rồi nói sau. Tôi lảo đảo mò mẫm đến cửa trong bóng tối, bước qua sự lạnh lẽo, không ngừng chạy ra khỏi bệnh viện Hòa Bình. Đường phố trống rỗng, tôi thở hồng hộc tựa vào dưới ánh đèn đường, chán nản, sợ hãi và bất lực quấn lấy tôi chặt chẽ. Được rồi, nghỉ ngơi đi, cậu chạy đến tôi mệt mỏi, Lâm Tố Nga nói. Tôi hỏi, phải làm sao bây giờ? Lâm Tố Nga nói, gấp cái gì, tôi giúp anh tìm về là được. Tôi nói, có thật không? Cô sẽ giúp tôi à? Đúng rồi, cô là pháp sư, cô biện pháp gì cũng có. Nhưng người kia là ai? Người mà đi cùng nhị cẩu bọn họ là ai? Tôi là ai? Tạ Bình,
người yêu của 4014 giáo viên Hoàng kia. Cô ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội thoát ly ta. Tại sao lại muốn thoát khỏi cô? Chuyện gì đang xảy ra với cô? Tôi thực sự rất hồ đồ. Tôi không hiểu bất cứ điều gì. Nhưng tôi đã không làm bất cứ điều gì sai. Tại sao cô phải tìm tôi? Lâm Tố Nga thản nhiên nói. Có nghe nói về việc mượn xác không? Là mượn xác hoàn hồn sao? Tôi đã nghe qua, nhưng tôi không hiểu. Lâm Tố Nga nói, hồn phách có thể thoát ly thân thể đến âm gian làm việc, mà thân thể cũng rất linh dị, cho nên rất nhiều oan hồn cũng có thể mượn thân thể này hoàn dương cùng người dương gian tiếp xúc. 3 năm trước, sau vụ cháy trường kỹ thuật điện, một người đàn ông đeo kính râm đã tìm tôi, cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi hỏi, là giáo viên Hoàng sao? Không đúng à? Trong vụ hỏa hoạn đó, giáo viên Hoàng đã chết. Lâm Tố Nga nói, người chết trong vụ hỏa hoạn không phải là giáo viên Hoàng, mà là anh trai sinh đôi của anh ta. Người đến tìm tôi mới là giáo viên Hoàng. Thì ra, hắn muốn cầu xin ta giúp hắn, giúp bạn gái của hắn Tạ Bình chiêu hồn. Ta vốn đã bỏ nghề, nên không có đáp ứng. Nhưng hắn vẫn khẩn cầu ta, thấy hắn đáng thương, liền đáp ứng liền giúp hắn chiêu hồn. Nhưng Tạ Bình biến thành lệ quỷ, ta căn bản là không thể chiêu hồn được cô ấy. Không có cách nào, giáo viên Hoàng liền rời đi. Sau đó thì sao? Tôi dần dần ổn định, quyết tâm làm rõ mọi thứ. Lâm Tố Nga nói, về sau ta mới hiểu được, mục đích của giáo viên Hoàng là muốn tìm Tạ Bình, cũng không phải là rất nhớ cô ấy, mà là muốn biết rõ một chuyện. Tôi đột nhiên trở nên thông minh hơn và nói rằng đó có phải là chuyện của anh trai của giáo viên Hoàng hay không. Thầy Hoàng không có mặt tại hiện trường ngày hôm đó, nhưng người có mặt tại hiện trường là anh trai của mình. Nhưng mọi người nghĩ rằng ông ấy đã chết. Ồ, tôi lại bối rối. Lâm Tố Nga nói, thì ra thầy Hoàng vẫn hoài nghi Tạ Bình và anh trai có mập mờ. Ngày xảy ra hỏa hoạn là hoạt động kỷ niệm của trường. Thầy Hoàng là giáo viên thể dục, mấy ngày đó bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi điền kinh, căn bản không có thời gian tham gia hoạt động tiếp đãi cựu sinh viên, liền để Tạ Bình thay thầy Hoàng đến. Anh trai của thầy Hoàng lái taxi, hôm đó đưa Tạ Bình đến khách sạn Lâm Hải, kết quả xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 2 giờ sáng từ phòng 4014, mà lúc đó Tạ Bình đang ở trong căn phòng đó, anh trai của thầy Hoàng thế, nhưng cũng ở trong phòng đó. Tôi nói, tôi hơi hiểu rõ rồi, thầy Hoàng rất muốn biết tại sao lại trễ như vậy. Anh trai hắn vẫn còn ở đó, phải không? Lâm Túc Nga nói, phải, trên thực tế, họ có mập mờ, ngọn lửa là do họ gây ra. Vào thời điểm đó, anh trai của thầy Hoàng đang hút thuốc, vô tình đốt ga trải giường, sau đó bốc cháy. Khi thầy Hoàng đến, ông đã cứu rất nhiều người, nhưng phát hiện ra rằng anh trai và Tạ Bình đã chết và rời đi. Lúc đó rất hỗn loạn, cứ tưởng anh trai của thầy Hoàng là thầy Hoàng, cho nên liền truyền ra, thầy Hoàng vì cứu người mà bị thiêu chết. Tôi hỏi, vậy thầy Hoàng ra sao? Không phải là không chết sao? Lâm Tố Nga nói, thầy Hoàng cũng đã chết, cũng là chuyện mấy ngày sau, hắn cầu xin ta giúp hắn triệu hồi Tạ Bình để hỏi rõ ràng sự tình, nhưng không thành công. Sau khi trở về liền treo cổ tự sát, vì chuyện này ta rất áy náy, luôn cảm thấy nợ hắn cái gì đó. Tôi nói, nhưng tôi vẫn không hiểu, ai, thầy Hoàng sao lại dễ dàng treo cổ như vậy? Tạ Bình sao lại chạy đến trong thân thể tôi? Và chuyện gì đã xảy ra với cái ô đó, khiến tôi tìm cô? Rốt cuộc là thầy Hoàng hay là anh trai ông ấy? Và còn, sao cô cũng ở trong cơ thể Tiểu Cường? Tôi tiếp tục nói, không phải là tôi nhiều vấn đề, mà tôi luôn luôn là người vô tội. Tất cả điều này đều không liên quan đến tôi, mọi chuyện lại thành ra như thế này.